Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VK Channel nha. Thì như đã nói thì hôm nay mình sẽ kết thúc cái event tiếp theo của mình. Thì cái event này được bắt đầu từ ngày 2 tháng 1. Bây giờ đã là ngày 5 rồi, đúng ngày rồi. Thì hôm nay mình sẽ công bố kết quả. Thì như hôm bữa mình đã nói thì kết quả sẽ từ số nhỏ nhất đó là số 0 và lớn nhất tối đa là 300 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một số may mắn mà các bạn comment nha. Ok, quay rồi. Quay bằng hệ thống random nha các bạn. Rồi, số may mắn đầu tiên là 240. Bây giờ tìm thôi. Tìm coi có 240 không đã. Rồi 240 không có nha các bạn. Giờ mình sẽ quay tiếp tục. Rồi số 18. Số tiếp theo là số 18. Không biết có ai không. Ý 18 có nhiều này. Thì mình sẽ lựa ra cái người mà comment gọi là nhanh nhất nha. 18. Để xem coi. Có rất là nhiều bạn comment luôn. Mà số 18 nó nằm ở đâu ấy nhờ. Vẫn chưa thấy số 18 này. Để mình dò lên một xíu nữa coi. Không thấy nhờ. Có 210, 245. Hồi nãy là 240. Không thấy luôn mới ghê chứ. Vậy mà trên đây nó tìm được. Nó tìm được 1 trên 5 mới ghê chứ. Bãi trưởng thật. Để mình tìm lại thêm một cái nữa cho nó kỹ xíu. Bạn này comment số 1. 18 thì không có. Mà 240 cũng không thấy luôn. Chỉ có 245 thôi. Hơ, 236 nữa kìa. Nhưng mà số đó cách xa hơn. Hai ba bảy, thôi 24, à nhầm 141, tưởng đâu 241, giật hết cả mình, không có số 18 luôn, bây giờ tìm tiếp rồi, 125, nghe 125 chắc có đó, có 120, à nhầm có 225 nè, bây giờ kiếm 125 coi, 125, dò số anh em ơi, lại 225 nữa kìa, còn 125 đâu, 138, hai số liên tục luôn nha. Không có luôn rồi. Có 123 nè. Trăm ba tư. Trăm bốn mươi lăm. Rồi tiếp tục tìm ơi, không có nữa rồi. Số may mắn tiếp theo đó là 211. 200, 200 mình thấy nhiều đó. Mà không biết có không. 211, 211. Trời ơi, 210 luôn. Chia buồn cùng bạn. 213 luôn. Cái này 211 lần. Bạn kìa mém xíu nè chúng rồi. Chặt một nút một hả? 210. Quả chuối được. Thì mình không có tin được. Rồi không có rồi, giờ tìm tiếp rồi. Số 58. Trời ơi 48 luôn. Giò như này nó gọi là hấp dẫn. 98 nè. Không có rồi. Cậu bảo tìm người chúng khó thế nhỉ. Chắc mình phải giảm con số cho bạn xuống lại. Các bạn comment chú 300 từ 0 đến 300 mình tìm không ra bạn nào trúng hết. Giảm lại. Không có luôn. Tiếp tục tìm ơi. 188. 188 chắc méo có luôn đâu. Không thấy luôn. Có 133 kìa. Không có, bây giờ tìm tiếp thôi. 209 nè. Hồi nãy như có 210. né bán đấy nhờ. Có ông nào cỡ 209 không? 205. Hay là 9 đâu ấy nhờ. 210 nữa kìa. 210 cũng nhiều ấy chứ, hai bạn. Không có luôn. Ok, tìm tiếp thôi. 103. Trăm lẻ ba chắc không có rồi. Không có thực sự luôn. 261.
có 2, có 141. À, dòng 61 có không nhỉ? 277. 205. 236. Trời ơi, hai ông comment 259 luôn kìa. Sợ thật. 267. Rồi, thế là không có ai trúng nữa rồi. Ôi trời ơi, bữa nay tìm người trúng khó thế nhỉ. Tiếp tục tìm ơi. Rồi, con số tiếp theo chúng ta là 152. Liệu có 152 hay không? Quên, có 151 luôn. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn, chúc bạn may mắn lần sau. Ôi, ôi 150 luôn kìa. 57. Không có luôn. Rồi, 101, 101. Liệu ai comment 101 không? Chắc là không có luôn rồi. Không có luôn. Rồi, tiếp tục tìm thôi. 28. Có 98 kìa. Có 48 này. 142. Trời ơi, 141 kìa. Chúng phát coi nào. Nó tìm người chúng cho mà căng thẳng thế nha. 146. Lại 141 tiếp tục. Trời ơi, 142 đâu. Sao 141 không vậy? Bốn lăm nữa kìa, dã man thực sự. Trời ơi, số 50 luôn. 50 là chắc méo có đâu, mình dò nhanh luôn. Có 72 này. Có ông nãy 48 mà, chứ không có 50. Thật sự là không có 50. Tiếp tục. 209. Như nãy có 210 đấy. 209 hình như không có. 209 quay ra mấy lần vậy? 205 nữa này. 210 thôi, không có 209. Trời ơi, 90. Kiểu như nó quay toàn ra số chặt không à. Méo quay ra được số trúng hay sao, 98 kìa. Rồi tiếp tục tìm ơi. 192. Mèo co luôn. 136. Ôi, 134 kìa. Một 33 kìa. À, nhầm 233 chứ không phải 133. Mình nhìn lộn. Có 138. 236 mới chịu à. Nếu 136 là trúng rồi. Ừ. Lại 133 tiếp tục. Rồi 136 ở đâu chứ ha. Cái hệ thống random này nó cho mình thì sao đó các bạn ạ. À? Nó quay cho toàn là số chặt không à. Nó lụ đạn. Trời ơi, 222. Đây có 233. 225. Hàng 2 này các bạn comment nhiều này. 20 này. Kiếm đâu ra được qua số 2 đây. Chắc mấy có đâu. 225 là cận nhất. Là con số gần nhất. 233 nè. 233 cũng nhiều nữa. Hay vậy mấy ông comment số giống nhau thì mấy ông comment số khác nhau rồi nãy giờ có người trúng rồi. Ừ, 298 luôn. Chắc là méo có đâu. Nhưng mà vẫn dò. Đó gì có thiệt hay sao? Biết đâu được chứ hả? Có 287 kìa. Là số to siêu co siêu khổng lồ luôn này. Ê. 297. 298. Ừ, 297. Nhỏ thì thôi luôn nhá. Chỉ một số nữa là trúng rồi. Tiếp tục chương trình số. Đó, 269 có này, 269 có đó. Hồi nãy tôi nhớ là có đó. 269 có đấy.
ở đâu rồi nha. Nãy thấy 69 mà biết 269. Ừ, 259. 259 hai người comment luôn. Mến dữ. Ừ, 267 nè. 269 ở đâu rồi nhỉ? Nãy nhớ có 269 nhỉ. Kỳ ta. Nãy mình nhớ có 269 mà đâu mất tiêu rồi. Dò lên cái nữa coi. Hai bảy chín rồi, 269 đâu? Ơ phải rồi, mình bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Nãy gõ thì mình thấy có số 69 mà ta. Kỳ vậy ta. Để dò xương xương đây cái nữa coi. Đây có 169 nhưng mà 269 mình nhìn lộn đó. Ừ, tìm tiếp rồi. Đấy 138. Dò từ trên dưới cho nó vậy. 145 134. Trời ơi, dò số mệt chưa. Bởi vì ta nói tìm được người chúng đâu có dễ đâu các bạn. Ê, có rồi nè, 138. 2 ngày. Bạn này cũng comment 138. Bạn này thì comment trước. Để 2 ngày mình cũng không có định gì được. 2 ngày, bạn này comment trước. Bạn này comment trước. Bạn nào ta. Bởi vì tôi nói mấy ông rồi comment giống nhau chứ khó, khó khăn quá vậy. Nó có thống kê số ngày chuẩn không ta? Trăm ba mươi tám này. Ông kia cũng 138 luôn. Nhưng mà không biết là hai ông đó, ông nào comment trước, ông nào comment sau nó mới ghê chứ. Mình nghĩ là ông ở trước là comment trước đấy. Ông ở trên là comment trước. Ông càng xuống dưới là comment sau. Chuẩn rồi. Rồi mấy người comment sau là nằm ở dưới hết. Cuối cùng. Ok vậy mình chốt kết quả nha. Là bạn Hiếu Nguyễn Minh. Bạn này comment trước thì bạn sẽ trúng được cái hạt này. Thì mời bạn liên hệ cái Facebook của mình để mà nhận cái hạt nha. Thì Facebook của mình nó nằm ở dưới phần mô tả. Các bạn bấm xuống phần mô tả, các bạn thấy chữ Facebook rồi các bạn click vào cái link này để kết bạn hoặc là nhắn tin cho mình nha. Nhắn tin vào Facebook cho mình để mà nhận cái hạt này. Bạn Hiếu Nguyễn Minh nè. Rồi chúc mừng bạn.